Bài tây miết nha, thì làm ơn làm phước nhớ bài tây miết. Chuyển vế đổi dấu, cộng chuyển qua thành gì? Cộng thành trừ. Trừ chuyển qua thành gì? Thành cộng. Nhân chuyển qua thành gì? Chia. Chi chuyển qua thành gì? Chia. Và để ý giùm em cái phép trừ với cái phép gì? Phép chia. Bắt đầu đây phép gì? Phép nhân. Chuyển qua thành phép gì? Phép chia. Rồi cái nào chuyển thì đừng có viết lại bên trái, bên phải còn lại chữ gì. Cái này không có chuyển nè. Yết, bàn, đọc. Bên phải đọc trước. 25 chia âm 3 phần. Âm 3 phần 5. Viết kiểu này nè, không có cho điểm. Đóng, đóng thêm cái ngoặc nữa. Chia cái thành gì? Chia nhân. Nhân gì? Nghịch đảo. Nghịch đảo đi. 5 phần 5 3. 5 phần gì? Âm 3. Thiếu tất cả. Sau đó lấy máy tính bấm đi. Đây là bài toán tìm miết, thì nhớ giùm em chuyển với đổi dấu hồi lớp 6. Cộng chuyển qua thành gì? Trừ. Trừ chuyển qua thành gì? Cộng. Nhân chuyển qua thành gì? Chia. Chia chuyển qua thành gì? Nhân. Để ý với phép gì? Phép chia với phép trừ. Nhớ hai cái phép đó cẩn thận dùm. Thứ nhất nhìn vô bài này, đây là hỗn số nè, thấy không? Chuyển qua phân số đi, hoặc là số hữu tỷ đi, lấy phần nguyên. Nhân mẫu cộng tử 1 nhân 2 cộng 1. Còn nhiêu viết lại hết nè. 3 phần 2. Cái dấu trừ viết lại trước. 3 phần 2. Ổn chỗ này chưa? Rồi. Đây phép gì? Phép trừ. Chuyển qua thành phép cộng cần chú ý không? Không. Không. Cộng. Cái nào không chuyển viết lại nè. Đọc vế bên phải trước. 3 âm 3 phần 2. Đọc lớn lên. Cộng 3 phần 4. Sau đó lấy máy tính bấm đi. Âm 3 phần 4. Âm 3. Âm 3 phần 4. Tiếp phép gì nè? Phép nhân. Có cần chú ý không? Không. Nhân chuyển qua thành gì? Nhân thành gì? Yết bằng đọc 3 phần 3 phần 4. Cái dấu đâu bạn không thấy cái dấu hả Tì? Ủa? Cái dấu nè. Âm 3 phần 4. Chia 3 phần 5. Chia thành gì? Chia thành nhân. Đọc không hết được hả? Chia thành nhân nghịch đảo. Nhân 5 phần 3. Sau đó rảnh tay rút rút nè. Còn tại quá lấy máy tính bấm. Có kẹp không? Nhớ khi gặp bài toán tìm miết thì cộng chuyển qua thành gì? Cộng thành trừ. Trừ. Thành gì? Nhân chuyển thành gì? Nhân thành chia. Chia thành gì? Nhân. Chú ý cái gì? Chú ý dấu trừ với dấu chia. Phép trừ với phép chia chứ dấu trừ với dấu chia gì? Cũng được nữa. Cái phép trừ nó khác với cái dấu trừ anh trai. Anh đừng có nói lung tung rồi anh nói cái gì cũng được. Thì nó cũng là dấu. Bắt đầu. Nhìn. Đây. Không có dấu là dấu gì? Chuyển qua thành dấu gì? Nhưng trước khi làm điều đó, ta phải chuyển thằng này qua số hữu. Hữu tỷ đi. Còn nhiêu viết lại? 1 phần 2. Sau đó cộng chuyển qua thành gì? Cộng thành trừ. Cái nào chưa chuyển đọc lại. 2 phần 5. Cái số này mà số 2 hả Tì? Ủa? X bằng 3. Cái số này mà x hả? 3 phần 5. Chi x bằng. Đừng phải đọc trước. Trừ 2 phần 5. Sau đó lấy máy tính bấm cái này. 1 phần 10. Sau đó phép này phép gì? Phép chia. Cẩn thận. Khi yết nằm bên phải nó thì nhớ đây là số gì? Đó. Số bị chia. Đây là số gì? Đó. Đây là gì? Thường. Thì nhớ lại kiến thức hồi cấp 1 đi. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia. Chia cho thường.
Số chia là chữ gì? Số chia là ít. Bằng số bị chia? 3 phần 5. Chia cho thương? 1 phần 10. Chia thành gì? Chia thành nhân nghịch đảo. Nhân nghịch đảo đi. 10 phần 1. Sau đó rảnh tay lấy máy tính bấm. Đây là bài toán tìm x thì nhớ chuyển với đổi dấu, cộng chuyển qua thành gì? Cộng thành trừ. Nhân thành chia. Chia thành nhân. Chia trừ thì nhớ để ý hai cái phép đó là phép chia và phép gì? Phép trừ. Chốt chưa? Bài này có hai cách làm. Cách một nghe. Trước ngoặc là dấu gì? Trước ngoặc dấu trừ. Trong đổi dấu cái nào à? Không có làm thì viết lại, đổi dấu đi. X cộng. Đổi dấu đi. Cộng. Đổi dấu. Như cộng. X đang là dấu cộng, đổi dấu. Trừ. Vậy mà cũng biết. Không có dấu là dấu gì? Dấu cộng. Dấu cộng đổi dấu. Thành trừ. Tiếp, đổi dấu. Cộng. Cái ngôn từ quá đơn giản mà không biết. Này là gì, số gì? Hỗn số chuyển qua phân số hoặc là số hữu tỉ đi. 5 phần 3. Có hiểu bước này chưa đã? Có hiểu trong ngoặc, trước ngoặc là dấu trừ, trong đổi dấu chưa? Không có dấu là dấu cộng là hay nói mà. Tiếp tục. Thấy hai này là số không? Viết là gần. Nhớ đi đâu mang theo cái dấu bên tay ngang tay. Đi đâu mang theo cái dấu bên tay nha. Sau đó lấy máy tính bấm đi. Cái gì 3 phần 4? 5. Đọc không cũng đọc không xong. Ủa nãy đọc 5 phần 4 rồi. Tối chắc không ngủ á. Phép gì? Phép trừ. Cẩn thận không? Có. Cẩn thận. Nhớ cái x mà nhầm phía sau á là cẩn thận. Đây số gì? Số bị trừ. Trừ. Đây số gì? Số trừ. Trừ. Đây là gì? Hiệu. Hiệu. Thì nhớ là kiến thức cấp 1 đi. Muốn tìm số gì? Số bị trừ. Ít nằm đâu mà số bị trừ? Ủa số chính tìm số trừ. Ta lấy số bị trừ. Trừ đi. Hiệu. Đọc tiếp. À, số trừ đó. Ít bằng 5 phần 4 trừ 5 phần 3. Bấm máy tính. Âm 5 phần 2. Âm mấy? Âm 5 phần 12. Hiểu cách 1 chưa? Rồi. Cách 2. Coi cách nào dễ làm. Đề là 3 phần 4 trừ x trừ 1 phần 2 bằng 1 2 phần 3. Cách 2 là ti. Chuyển cái hàng này qua số hữu tỉ trước đi. Còn nhiêu viết lại nha. Làm ơn viết phải nhìn để ý trên ra nhiêu? 5 phần sau đó nhìn vô đây phép gì? Phép trừ. Vậy đây là số bị trừ. Trừ đây là gì? Số trừ. Số trừ đây là gì? Hiệu. Vậy muốn x nằm ở đâu vậy? X nằm trong số trừ. Số trừ, muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, trừ đi. Hiệu. Muốn tìm số trừ là x trừ 10, x trừ 1 2 bằng số bị trừ. Trừ đi hiệu. 5 phần 3. Lấy máy tính bấm. X trừ 1 phần 2. Từ bước này xuống bước này bỏ dấu ngoặc được. Âm 11 phần 12. Âm 11 phần 12. Đây phép gì? Phép trừ. Có cần chú ý không? Không. Lý do x nằm phía trước, khỏi cần chú ý. Trừ chuyển qua thành gì? Trừ thành cộng. Cộng. Vậy x bàn đọc trừ 11 phần 12 1 phần 2 cộng 1 phần 2. Bấm máy tính. Âm 5 viết vô. Nhớ bài toán tìm x thì nhớ chuyển với đổi dấu, cộng thành gì? Cộng thành trừ. Trừ thành gì? Cộng. Nhân. Chia. Chia. Trừ. Chi nhân. Không có gì đâu, chán đời đâu. Chia thành gì? Chia thành nhân. Nhớ chú ý cái gì?
phép trừ với phép gì? Phép trừ và phép chia. Chán đời. Ủa tưởng kiến thức kia. Nhìn vô thôi, bài này làm gì trước? Là làm hỗn số chuyển hoành. Hữu tỷ. Số hữu tỷ. Lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử bao nhiêu? 32/15. Cứ bấm nghe không, chứ đừng có ngồi đó mà nhìn lại nghe không. Còn cái gì không làm viết lại, lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 10 âm 12 phần 5. Đúng rồi, ổn chưa? Rồi. Sau đó phép gì? Phép chia nè. Có cần chú ý không? Không. Không, đã tôi nói rồi, yết nằm phía sau, chú ý. Có. Đây là số gì? Số. Bị. Chia. Chia. Đây là số gì? Số gì? Đây là gì? Thừa. Nhớ, vậy yết của mình nằm số gì? Yết nằm trong số chia. Vậy muốn tìm số chia, ta lấy số, số bị chia, chia cho. Thừa. Ừ, số chia, đọc lại hết. Đừng có bỏ cái ngoặc giùm em á. 30. Cái đúng rồi, 1 phần 3 trừ 5 phần x tất cả bằng số bị chia 32/15. Chia cho thương âm 12/5. Hiểu rồi đó. Tất cả. Từ bước này xuống bước này bỏ dấu ngoặc được. Ồ. Tại vì trước ngoặc là dấu cộng, trong giữ. Ừ. Chia thành gì? Đọc 5/12 tất cả. 5 phần gì? 5/12 tất. Kêu đừng có cười mà cứ ngồi cười cười hoài. Bấm máy đi, ngồi đó đợi gì cái thằng này. Tới lúc cần nó không bấm. Là nhiêu? Chưa xong. Bấm cái chừng sai số. Âm 8/9. Âm 8/9. Rồi, phép gì? Phép trừ. Có cần chú ý không? Có. Đúng rồi, đây số gì? Số bị trừ. Trừ, số gì? Số trừ. Đây là gì? Hiệu. X nằm ở số nào vậy? X nằm trong số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ. Trừ đi, hiệu. Đọc, số trừ. Số trừ 5. X bằng số bị trừ 1/3 trừ đi hiệu âm 8. Đúng rồi đó, tất cả. Đúng rồi đó, số đây là hiệu nè, chứ đọc coi chừng bị lộn á. Vậy 5 nhân yết bằng, ngủ đi đừng có bấm, xong bấm đi. Ủa tới đây nó còn không chịu bấm nữa. Bấm đi. 1/3 trừ mở ngoặc trừ 8/9. 8/9. 11/9. Ổn chưa? Rồi. Phép gì? Phép nhân. Chuyển qua thằng phép gì? Phép chia. Vậy yết bằng 11/9 chia 5. 11 bằng nhiêu? 11/45. Hiểu không? Hiểu. Bài này thấy chưa bao giờ gặp, thấy không? Tại vì x mũ 2 bằng 4, thấy không? Thì bước đầu tiên nè, thấy này mũ 2 không Tây? Lấy máy tính bấm số 4 giùm em. Chuyển qua thừa số nguyên tố đó. Bấm đi. Xóa đi, bấm đi. 4 bằng. 4 bằng. Shift FACT. 2 mũ 2. Bỏ bước này luôn chưa? Rồi. Thấy 2 này cùng mũ chưa? Rồi. Nhìn kỹ nè. Vậy x bằng? X bằng 2. Mũ này mũ gì? Mũ 2. Mũ 2. Tiếp mũ gì? Lũy thừa 2. Lũy thừa 2. Tiếp. Bình phương. Bình phương. Tiếp. Mũ gì? Mũ 2. Mũ 2 nói rồi. Lũy thừa 2 nói rồi. Bình phương nói rồi. Mũ gì? Mũ lũy thừa 2. Mũ nói rồi. Mũ lũy thừa 2. Số 2 là số gì? Mũ nhị. Số 2 là số chẵn. Mũ chẵn. Đúng rồi, mũ chẵn. Nhớ nghe kịp cho em cái câu này. Mũ chẵn hai giá trị. Khi lại nói mũ gì?
mũ trắng, nói liền hai giá trị. Bắt đầu mũ gì? Mũ hai. Mở nói xong mũ rì nó lẹ luôn. Mũ gì? Mũ chẳng. Mũ chẳng hai giá trị cộng trừ. Viết kiểu này, viết kiểu này không hiểu đúng không? Thì viết kiểu này hoặc giả lại. Yết bình bằng 4. Mũ gì? Mũ 2. Đúng rồi. Vậy phân tích thằng này ra thừa số nguyên tố ra 2 mũ. 2. Bắt đầu rốt rốt. Vậy yết bằng 2. Mũ gì? Mũ 2. Mũ gì? Mũ lũy thừa. Mũ gì? Bình thường. Mũ gì? Mũ chẳng. Mũ chẳng mấy giá trị? 2. 2 giá trị. Vậy hoặc yết bằng, đây là số dương rồi, trừ 2. Hiểu không? Biết cách làm chưa đã? Ví dụ tiếp nè. Yết mũ 2 bằng chứng y chang. Bấm máy tính. Chứng thành bằng 3 mũ. Chứng bằng 3 mũ 2. Ổn bước này chưa? Rồi. Bắt đầu mũ gì? Mũ. Nói luôn vô vấn đề đang muốn nói là chẳng. Mũ chẳng, đọc tiếp luôn. Mấy giá trị? 2 giá trị về yết bằng mũ bằng 3 hoặc yết bằng âm 3. Đúng rồi, nữa không? Không. Đây là bài toán tìm yết thì nhớ cộng chuyển qua thằng gì? Cộng thằng trừ. Trừ thằng gì? Trừ thằng cộng. Nhân thằng gì? Nhân thằng chia. Chia thằng gì? Nhân. Nhớ chú ý phép trừ và phép gì? Phép trừ và phép chia. Ổn cái này chưa? Rồi. Bắt đầu nhìn vô. Đây không làm được viết lại. Đây không làm viết lại. Đây phép chia. Chia thì thằng gì nhân nghịch đảo, còn không thì bấm máy tính luôn. Bấm máy tính. 5 phần 3 chia 3. 5 phần 9. Ổn bước này luôn chưa? Phép gì? Phép cộng. Cần chú ý không? Không. Chuyển về đổi dấu trừ. Trừ vậy là yết bình bằng một bình phải trước nhân phần chín trừ một phần chín. Bấm máy tính. Yết bình bằng 4 phần 9. Sau đó lấy máy tính bấm 4. Shift F A C T. 2 mũ 2. Tiếp bấm ở dưới số 9. Shift F A C T. 3 mũ 2. 2 này cùng mũ mấy? Mũ 2. Vậy yết bình bằng 2 phần 3 tất cả mũ. 2 phần 3 tất cả mũ 2. 2. Mũ gì? Mũ chẳng. Đúng rồi, nói tiếp. Đã nói rồi mà. Mũ gì? Mũ chẳng 2 giá trị. Vậy yết bằng 2 phần 3. Hoặc âm 2 phần 3. Yết bằng âm 2 phần 3. Hiểu không?